Tại thành phố Long Khánh, hôm qua, đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Long Khánh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Xuân Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại những nơi đến thăm, Bí thư Thành ủy Đặng Minh Nguyệt đã thông tin khái quát thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố trong năm qua và ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của các thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học và gia đình chính sách. Đồng chí Đặng Minh Nguyệt mong muốn các gia đình chính sách, người có công luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Được biết dịp này, thành phố Long Khánh thành lập 15 đoàn đến thăm và tặng 295 phần quà với số tiền hơn 210 triệu đồng nhằm tri ân công lao đóng góp của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, gia đình chính sách có công trên địa bàn thành phố Long Khánh.